Nào, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái V-Ray. Thì khi cài đặt V-Ray các bạn sẽ tắt 3D đi nha. Thứ nhất là tắt 3D. Thứ hai, thực ra ở trong này nó có V-Ray rồi. Thế nên là thầy sẽ xóa nó đi. Coi như là các bạn cài đặt một cái phiên bản mới. Ví dụ như thế. Và các bạn sẽ cần phải xóa bỏ cái V-Ray phiên bản cũ đi nha. Thì hơn nên xóa bỏ đi thì các bạn sẽ có thể là vào đây các bạn xóa thủ công này, cái folder Child Group này xóa thủ công. Đây là một cái cách thôi. Xóa thủ công cũng không phải là không tốt, mà như đôi khi các bạn muốn xóa triệt để thì lại phải xóa thủ công mới hết cơ. Chứ xóa bình thường là không hết đâu. Các bạn vào cái F3 này gõ cái chữ V-Ray ấy, cứ cái folder nào nó có cái chữ V-Ray là xóa hết, vứt hết. Thì đây là này là cái cách xóa tuy thủ công nhưng mà nó lại đảm bảo hết, chứ không nó không hết hẳn đâu. Nha. Thế thì muốn xóa bình thường thì các bạn cứ vào cái setting đấy thôi, cũng chẳng có gì cả. À, quên. À, các bạn sẽ tìm cái chữ app này, à, anh Tần này, đó là cứ tìm vào đấy, xong là đi tìm cái thằng V-Ray thôi, kéo tít xuống dưới, cái này nó đặt theo alpha nên là chúng ta cứ tìm. Đi nhanh quá qua bốn rồi sao đây, những cái thằng quỷ V-Ray này nè, nó là cứ xóa hết nó đi, không sao. Xóa thằng V-Ray của thằng 3D thôi, thằng SketchUp kẻ tía nó thôi nha. Đó. Con chuột này nó cũng đang muốn về nghỉ hưu ăn Tết rồi sao đây. Đó, các bạn nhấn ấn Intern thôi để xóa đi. Cài đặt thì nó cũng tùy vào tốc độ máy. Thì nó việc cài đặt nó cũng khá là nhanh, các bạn không có report nha. Vì chúng ta xài cái crack report cái gì đâu. Đó, thế là nó mất cái V-Ray của thằng 3D rồi đó. Nên muốn ấy hết á thì các bạn như lúc nãy thầy nói đó là các bạn vào cái thằng file này trao này, nhưng mà kiểm tra nhá, cái thằng V-Ray á nó có V-Ray cách chấp mình kẻ tía đó nha, đừng có làm gì. Đấy là folder này này, các bạn delete này đó là nó hết rồi, coi như chưa cài đặt á. À, lúc đấy gỡ cài đặt nó đâu có hết đâu, nó vẫn còn cái xuộc, thậm chí nó còn chưa chưa hết hẳn đâu nha, nó còn sâu ở trong cái system nữa, nhưng chúng ta không cần đâu. Thế đến thế thôi. Rồi, ở đây thì có cái phần V-Ray ở đây để bung lén nó ra nha. Thì thầy cứ ở đây nó có cái path này, chú ý này. Nhiều đứa cứ hỏi và thầy ơi path là gì cho em với, và em cứ nhìn trên màn hình biết đọc là sẽ thấy. Mà nó có đứa không đứa nào chẳng đọc. Đây, path đây này. Người ta cho rất là đàng hoàng tử tế mà cuối cùng không chịu đọc thôi. Đó, cần chân C. Chắc ra đâu đó desktop nó được, thầy để ra desktop nha. Đó, ví dụ như này, đấy, cần chân V. Xong chưa? Ok nè. Nó ngon lành chưa? Mà nhiều đứa léo nha léo nhéo cứ hỏi thầy ơi pass đâu. Khổ ghê. Thông thường người ta cho pass người ta sẽ nói hoặc là người ta ghi vào đây này. À, chứ người ta cũng không đến nói tệ gì đâu. Thế thì đâu rồi. Đây. Chúng ta sẽ cài cái V-Ray để ở cái này về đây cho Mac 22 rồi, cái này Mac 22 nhé cha, cái kia về đây Mac đấy, thì tí nữa thầy thảy cái về đây Mac 22 cho đứa nào nó cài Mac 22 nha, ở nhà nha. Thế còn để thầy xem cái folder bên bên này nó có cái ở đây là may quá, thế nó ở đây mừng quá, nó lại còn thế. Đây là cái về đây nha, thì các bạn cài cái phiên bản cho Mac 18 thôi đây nè nha, nhưng mà tất nhiên nó phải có file crack. Nhưng các bạn phải hiểu cái file crack nha. File Mac 18 các bạn nick chuột phải, các bạn chọn vào run as admin nha. Các bạn đừng lick đúp. Cái việc lick đúp thì thực ra nó cũng không đến lỗi ghê gớm, nhưng đôi khi nó bị lỗi khi chúng ta không khai báo cái quyền admin cao nhất. Nên là các bạn nhấn vào run as admin thôi. Thế thôi là nó chạy thôi. Rồi, các bạn nhấn vào access instance. Có vấn đề là nó sẽ download những cái thư viện có sẵn của thằng V-Ray về trong máy rất là nhiều, nặng lắm. Cái phiên bản Mac 18 thì nó cũng đâu cái thư viện nó cứ khoảng 5 GB trong ít đâu, nhiều lắm. Nói chung là các bạn chỉ lấy mấy trăm mê thôi và đến lấy để chơi thôi, chứ nói thật là thầy sẽ không cho phép các bạn dùng thư viện trong giai đoạn đầu, các bạn phải tự làm hết. Thư viện chỉ là lúc chúng ta lấy những cái thứ gì ra xài cho nó nhanh nha, hoặc nhiều cái nó khá là khó
thì thôi chúng ta xài cái đồ ăn sẵn của máy thôi, hiểu chưa? Chứ không 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 có được dùng thư viện. Xong đến lúc là các bạn không biết chỉnh sửa, không biết làm gì luôn đấy, nên cái đấy là hậu họa nó ghê lắm. Thế thì nó như này, đôi khi nó một số lỗi mạng gì đó nó không kết nối được là nó cũng chưa chắc nó download được cái thư viện về ha, chưa chắc đâu nha. Nên các bạn sẽ chú ý không phải lúc nào nó cũng download được thư viện về đâu. Cái thằng Chao thì nó có rất là nhiều sản phẩm, V-Ray chỉ là một cái sản phẩm nhỏ của nó thôi, chả là gì ghê gớm đâu. Xong rồi, đến đây bắt đầu, cái đây là cái folder cái crack này. Thế bung lén ra đây nó đây ha. Các bạn không nhớ quên gì thì có thể nhấp vào cái Redmi này nè, là để đọc nè. Nó sẽ hướng dẫn cho các bạn là các bước làm ở đây là như nào. Đọc hiểu thôi, chả vấn đề gì cả. Đứa nào hơi cùi cùi về tiếng Anh thì bản thân thầy thì cũng dạng cùi bắp thôi, nhưng mà đọc cũng hiểu thôi, chả vấn đề gì đâu. Nó ý nó nói mình bước 1 làm gì, bước 2 làm gì, xong nó copy cái gì, paste vào cái gì ấy mà. Nhưng mà các bạn sẽ chú ý hai cái này. Thứ nhất là đây nhá, nó nói nó download và copy này. Đó. Thế không, nó bảo copy một cái file có cái tên nhá, là có cái đuôi này, DNR này này. Đó, DNR này. Vào trong cái plugin của 3D. Cái file còn lại là DLL này này, là quăng vào cái thằng Chao, là nơi cài đặt. Thế thì các bạn sẽ cần phải hiểu hai cái file này. Nó giống như thế này. Cái này sau khi các bạn cài đặt vào giống như các bạn mới mua một cái xe máy về nha, mới mua một cái xe về thôi. Các bạn muốn chạy được nó thì các bạn sẽ phải đổ xăng vào, hiểu chưa? Thì đây là cái hòm vật liệu giúp các bạn làm. Tiếp theo, nếu như các bạn muốn sử dụng cái xe đó, ví dụ xe máy hay ô tô thì nó vẫn có phần mềm chạy cả đấy, kể cả ô tô là bây giờ nhiều cái xe là cần phải cho đi học để cập nhật phần mềm ấy. Thì đây nó giống như là cái phần mềm để giúp các bạn cái những gọi là cái driver ấy, giúp các bạn điều khiển setting cái xe mà các bạn mới mua về, hiểu không? Nghĩa là có 3 phần, là một phần xác, một phần vật liệu và một phần phần mềm để chạy. Thì các bạn sẽ phải làm được đủ cả ba cái đấy cài đặt vào trong máy nó mới chạy, còn thiếu một trong ba chả có cái xe nào chạy được, đúng không? Đó. Thế thì thằng này là hòm vật liệu, các bạn nhấn Ctrl C ha. Các bạn lại vào thằng 3D, nhớ là phải tắt 3D nhé, click chuột phải cũng lại Open Location, cũng lại chui vào cái plugin S ha. Ở đây các bạn sẽ paste vào đây ha, mà thầy có quên không có bỏ cái này đi á, nên nó vẫn còn ở đây này, kệ tiến nó thôi. Ctrl V, continue. Đó, là nó pass vào đây ha. Đó, nó pass vào đây, được chưa? Rồi còn cái file này nó không phải pass vào chỗ đấy mà pass vào chỗ khác. Các bạn Ctrl C, cái chỗ này thì nó hơi khó nhớ cái đường link một tí ha, là các bạn sẽ vào trong ổ C, tìm vào cái program file là nơi cài đặt đấy. Đừng có vào cái 86 nha, 86 là dành cho cái cài đặt 32 bit. Nó phải vào cái đây mới là 64 bit nha. Vào đây, các bạn vào cái Chao này này. Chao là cái hãng sản xuất ra cái phần mềm V-Ray á nha. Phải nhớ cái chỗ đấy nha, không phải V-Ray là đi cứ đi kiếm V-Ray ở đây mà kiếm cái hãng Chao nha. Ở đây. Đó, thì mới thấy cái V-Ray này là một sản phẩm của nó thôi, một trong nhiều cái sản phẩm của nó thôi nha. Đấy, lúc đấy thì xóa đi rồi, bây giờ cài đặt vào nó mới có ở đây này. Click vào đây. Xong rồi các bạn mới vào cái thằng pin. Vào pin nha, nhớ nha. Nhớ nha, nhớ vào cái chỗ này này. Không được cứ quên hoài. Đâu rồi, chết rồi. Cái thằng pin này này. Đó, nhớ vào đây này. Đó, nhớ nha. Không là cứ quên hoài, nhiều bạn hay quên quá. Thế là thầy cứ phải khổ cái chỗ này. Nhấn vào pin. Rồi các bạn mới vào trong cái plugin ở đây nữa. Nó cũng có plugin cho vào đây ha. Giờ mới cần Ctrl V vào đây. Nghĩa là bây giờ các bạn mới cập nhật driver cho nó ấy, tùy từng phiên bản á, mới cập nhật vào đây, các bạn hiểu không? Vì phiên bản 18 mà thì nó phải có cái 18, đúng không? Chứ nó đâu, cái này nó chung chung thôi. Đó. Bây giờ mới xong rồi đó, hiểu chưa? Nghĩa là driver của mỗi phiên bản nó khác nhau chứ, các bạn phải cập nhật vào.
Và quan trọng cái crack đấy để nó xóa ngày tháng đi, chứ không là vì chúng ta xài đồ crack mà nó không xóa ngày tháng nó sẽ bắt chúng ta lỗi bản quyền. Thế thôi, bắt lỗi bản quyền gì ở trong cái tag manager này này, nó cũng có vấn đề. Ở cái tag manager này này là nếu mà các bạn vào những cái phần detail các thứ, các bạn sẽ thấy nó chạy những cái phần mềm khi chúng ta chạy á, nhất là ví dụ cái V-Ray với nhất rồi cái của 3D các thứ này này, nó mà ở cái dạng là invisible là xong phim rồi đó ha, nó phải disassemble cái thứ thôi, nghĩa là nó không có khả năng chạy, nó bị đóng lại thì chứ không là nó bắt lỗi phần mềm khi chúng ta vô mạng liền nha. Rồi xong rồi, thế thôi, có vẹo gì đâu mà ghê. Chỉ đặc biệt nhớ là hai cái folder này thôi, một thằng thì vào plugin của thằng 3D rồi, thằng này nó có rồi này, nó đang báo rồi nên là nó bị double hai cái, không sao ha. À, cái thằng này thì vào trao vậy thôi. Rồi đến vào đây các bạn mới sẽ thấy là cái thẻ V-Ray nó được xuất hiện ở đây. Lúc nãy thầy cứ quăng vào đây, kể cả bây giờ thầy vứt đi hoặc là các bạn không thấy nó ấy, đừng có lo gì cả, không thấy nó là do ở đây nè. Đợi tí nó chưa xong hen, là đây nè, các bạn sẽ nó đây nè, V-Ray tool nè nha. Đó, các bạn tắt đi thì nó không có, các bạn sẽ phải bật lên V-Ray tool, rồi các bạn sẽ lên xếp nó vào đây, chỗ này là chỗ tốt nhất cho nó, nó ở đây. Trước khi các bạn sử dụng thì thầy nói thêm là các bạn về nhà cài thêm cho thầy cái món này, đó chính là cái thằng Corolla nha. Corolla cài đặt nó cũng tương tự như V-Ray, nó còn dễ hơn V-Ray nữa, nó dễ hơn, các bạn chỉ cần quăng vào cái thôi là xong rồi nha. Cái thằng Corolla này này các bạn, nó có file hướng dẫn, nó dễ lắm, dễ hơn cài V-Ray luôn, là nghĩa là các bạn quay một cái plugin là xong rồi, không phải làm gì nữa. Thế thì để làm gì, tại sao cài thằng Corolla? Nó khổ ở chỗ là thầy mới giải thích để cho các bạn biết hiểu thêm một tí. Nó gây ra cái hậu họa nếu như các bạn không cài Corolla. Nếu bình thường thì nó chả biết là hậu họa gì cả. Nhưng mà khổ lỗi các bạn cũng hay mở thư viện nhé. Mở thư viện thì thư viện rất là nhiều tùm lum, đặc biệt thư viện Corolla rất là nhiều. Tuy nhiên khổ lỗi là cái lập trình, đó, cái thuật toán của thằng Corolla nó rất rất khác với thằng V-Ray, nên nó bị xung đột rất là ghê gớm, đặc biệt lỗi về ánh sáng, đặc biệt là lỗi này các bạn sẽ bị khổ sau này nhé, sẽ bị khổ sở với cái này. Và thêm cái lỗi nữa là lỗi display, là cái hiển thị. Khi mà các bạn không cài Corolla vào trong 3D, các bạn đưa thư viện vào trong 3D, các bạn không hề nhìn thấy một cái gì bề mặt của cái đối tượng hết, một màu đen tuyệt đối nha, một màu đen tuyệt đối nha, không hề thấy cái gì cả. Thế nên việc các bạn cài thằng Corolla vô là việc cần thiết, nhưng chả để không phải để cài, chỉ để nó có sự tồn tại một thuật toán Corolla trong 3D, nghe rõ chưa? Chỉ để nó có tồn tại cái đó, tồn tại thuật toán để nó hiểu, để lúc này các bạn cứ tự tin mà mở cái thư viện của thằng Corolla vào đây thoải mái. Cháo này à, nha. Cái phiên bản Mac 18 thì chúng ta nhiều lúc chúng ta còn có cái hành động là cần vợt qua V-Ray, nhưng đến phiên bản sau là mặc nhiên nó chuyển. À, khi các bạn đã sử dụng sẵn V-Ray trong đây, mặc nhiên nó chuyển khoái làm gì. À, và cái việc lỗi nó rất là ít, lỗi về vật liệu là không, gần như là không này. À, không bị này, lỗi về ánh sáng thì bây giờ nó vẫn bị, bởi vì nhiều lúc nó bị chúng ta cũng không biết rõ là nó do cái thằng Corolla hay là do bất kỳ cái phần mềm nào, bởi vì người ta model 3D bằng nhiều thứ, chứ thì ai mà biết nó bằng cái gì ngay từ đầu, đó là cái gì để là nó gây lỗi, nên là chúng ta cũng đoán mò và sẽ thấy lỗi thì đi tìm cách sửa. Thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa sau khi các bạn bị lỗi nha, chứ bây giờ không nói ở đây nha. Đó, nên là các bạn sẽ chú ý về cài cái đây xong tiện thể cài luôn là Corolla rồi thì nó rất là dễ ha. Nó chỉ copy cái crack của nó vào trong cái plugin của thằng 3D thôi mà, là xong, có làm gì nữa đâu, không có liên quan trao treo gì nữa nha, nên là rất là dễ cài được nha. Ok, chỗ này thì cần phải nhớ nha. Rồi vào đây các bạn phải mở lên đây để xài, được chưa? Thế thì
Khi mở lên đây xài, tất nhiên chúng ta sẽ có rất là nhiều vấn đề cần phải học, nhưng thầy sẽ tạm ngưng nó ở đây đã để các bạn có thể hướng dẫn các bạn tự cài ở đây đã ha. Có điều các bạn có thể kiểm tra ha, kiểm tra từng món một. Ví dụ ở đây nó có cái thư viện thì không biết nó có vào được hay không ha, thì cũng chưa biết. Nếu nó vào được thì các bạn xài thì xài, còn không xài thì không sao. Nhất là trong cái giai đoạn học thì thầy không cho các bạn xài. Các bạn nhấp vào đây này, đấy nó báo lỗi là nó không có xài được thì phải này. Đó, là nó không có thư viện đâu. Thì thôi, bỏ qua. Nghĩa là những cái vật liệu nó làm sẵn cho các bạn lôi ra xài thôi. Nhưng mà bọn Tây nó làm nhiều cái nó quá bài bản, và nhiều cái nó bị lỗi luôn. Đặc biệt cái vật liệu kính, lôi của nó ra xài là ăn cho hết ha. Là nên là thầy không có để các bạn làm cái việc này ha. Để chúng ta xài như này đã là xong. Nhớ nha, ở cái chỗ này bỏ qua. Thì bắt đầu chúng ta đi tìm hiểu từng món ở đây một. Từ từ từng ít một, từ từ từng ít một. Hãy nhớ là chúng ta cài vào thì nó ở đây, cái thằng Corolla khi cài vào nó ở đây, nhưng các bạn không cần dùng nó nên không cần sâu nó lên, bỏ yên kệ nó ha. Như vậy là đã cài xong thằng 3D rồi, nhưng còn một bước quan trọng nữa. Thực ra nó không quá quan trọng, nhưng thế này, các bạn nhấn phím M đó, chú ý như này nha. Các bạn thấy phím, nhấn phím M thấy vật liệu nó vẫn là standard nha, đúng không? À, đúng chưa, vật liệu nó vẫn standard này, thấy không? Đó. Nhưng bây giờ chúng ta không chơi cái thằng này, chúng ta chỉ dùng riêng thằng V-Ray thôi, hiểu không? Thì chúng ta sẽ làm một việc như sau. Chúng ta sẽ vào trong cái thằng đâu rồi nhỉ? Custom. Từ từ thì lại quên. Để chuyển sang thằng V-Ray luôn. Đây, các bạn vào đây nha. Các bạn vào custom này. Vào custom UI and default switcher nha. Các bạn vào đây nha, nhớ nha. Vào đây để các bạn sẽ chọn ha. Cái thằng V-Ray ở đây nó đang là mắc, chúng ta chuyển sang V-Ray nha. Đó, nhớ nha. Chúng ta chuyển qua V-Ray. Đây này, các bạn nhìn cho nó rõ, chứ không là nhiều bạn cứ hỏi là em không có thấy gì, mệt quá, rất là mệt ha. Đây là thì kỹ các bạn chọn cái này ha. Bên này thì các bạn cứ để default đi cũng được, không thèm làm gì cũng được ha. Đây, các bạn chỗ chọn cái này là mắc V-Ray set ha. Đó, thì nó chuyển qua V-Ray ở đây. Đó, thế thì một số cái phiên bản là nó sẽ bị một chút cái lỗi về cái hiển thị này một tí, thì đôi khi các bạn sẽ cần phải khởi động lại cái thằng 3D để làm gì, để các bạn phải sẽ phải biết là thằng 3D á nó không phải là phần mềm dư cái file này thôi, nó dư thì sẽ tắt đi xong. Nó không có phải là phần mềm cốt mở, nên là các bạn muốn làm gì á thì những liên quan đến cái lập trình ấy, là các bạn sẽ phải khởi động lại để cho nó lưu giữ cái đó. Nó không như bên két hay bên su, các bạn quăng cái gì vào là một phát ăn ngay. À, thằng 3D nó không có phải là cốt mở, nó cốt đóng. Những cái này các bạn không cần đâu. Lúc nào cần dùng cái này các bạn nhấn phím H như thầy đã nói rồi. À, cái này cũng không cần, không cần viewport thì vào đây mà lấy ra. Ok, timeline chúng ta không cần thì tắt đi cho nó gọn lại. Đó, thế thôi nha. Rồi. Thì các bạn còn làm một cái khâu quan trọng nữa để đảm bảo là chúng ta vận hành nó trơn tru. Đấy, bây giờ là các bạn nếu nhấn hòm vật liệu, nhấn hòm vật liệu á, phím M ở đây này, thì các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta chọn compact. Thì ở đây, đây vật liệu V-Ray nó như thế này. Nha, chữ V-Ray này không còn là standard nữa. Nha, mặc định là cái này rồi. Thế thì đôi khi nó có thể là trường hợp nào đó nó không có làm được như vậy, hoặc là cẩn thận thì các bạn làm thêm việc là các bạn nhấn phím F10, nên là vào cái bảng setting này này, để mà các bạn cũng kiểm tra lại một lần cuối cùng xem thằng V-Ray nó hoạt động thực sự là ngon lành chân chu không, và có bị thiếu lỗi plugin gì không. Là các bạn sẽ thấy những cái thẻ này này nó đầy đủ một lũ này này, nghĩa là ngon rồi đấy ha. À, ở dưới này cho cái này, cái thẻ đầu tiên thẻ common, các bạn xuống cái thẻ cuối cùng, thẻ assign task ấy, là các bạn giao nhiệm vụ, thì các bạn sẽ thấy chỗ này nó mặc định là V-Ray rồi thì thôi ngon, còn nếu không thì các bạn sẽ đổi cái này sang V-Ray thôi
là như VRAID, nhưng không đừng có dùng đừng dùng cái VRAID GPU nhá. Cái GPU á nó chạy rất là ngon, nhưng với điều kiện máy có card màn hình cực kỳ xịn và VRAID là VRAID bản quyền thì chạy xịn á. Đó. Nghĩa là nó dùng card màn hình để render á. Bình thường nó chỉ dùng CPU à. Ha. Đó. Thế nên là chúng ta sẽ không chọn cái này mà chúng ta chọn VRAID này để nó dùng CPU nó chạy. Xong rồi đấy, bây giờ chính thức là xài được VRAID ngon lành cành đào, đảm bảo không có lỗi gì. Nếu thích nữa thì test thử cho chắc bằng cách các bạn vẽ cái quái gì ra đây cũng được. Đó, cái bốc đây cũng được. Thế thôi. Đây là các bạn không cần làm gì nhá, chỉ cần lấy một cái món này này, này. Ở trong đây nó có cái VRAID đùm là nó giả lập ánh sáng môi trường, là cái bầu trời thật ngoài đời này này, không phải mặt trời mà là bầu trời nhá. Nó giả lập ánh sáng ngoài ngoài trời đó. Nhất thả bố nó ra đây là xong, kệ yên nó, kệ nó không làm gì hết á. Nhấn F9. Đấy, render thấy sáng siếc ngon lành cành đào, thấy không? Đó, thế là ánh sáng siếc bình thường là ngon rồi đấy, đảm bảo là xịn, không có bị lỗi gì, yên tâm mà dùng cái này thôi. Không làm gì thêm nữa. Bây giờ là việc khác nữa, bắt đầu từ đầu làm vật liệu, làm ánh sáng, làm cái này cái kia. Chúng ta học lần lần từng món một như thế. Chúng ta bắt đầu đi sâu vào cái bảng vật liệu và ánh sáng, camera đủ thứ rất là nhiều, và học trong nhiều buổi. Học từ giờ đến hết bên này, nghĩa là hôm nay là buổi thứ 10, thứ 11 gì đó, đúng không? Chúng ta còn 9 buổi nữa mới xong được cái về đây đó. Ha, chứ không phải đùa. Và khá là khó ha. Và đảm bảo 9 buổi nữa là các bạn sẽ làm ngon lành cành đào được, không vấn đề gì ha. Ok, bây giờ thầy ngưng lại để các bạn sẽ làm thử, cài đặt thử ở trong máy này cũng được ha. Hoặc là cứ cài thử đi, xem như thế nào ha, nó có lỗi gì không.